Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 11 năm 2021, nhiều chính sách mới liên quan mật thiết đến quyền lợi người lao động sẽ có hiệu lực, trong đó có hai chính sách quan trọng đối với người lao động, đó là quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết số 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin thì muộn nhất đến hết ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. Như vậy, ngày mùng 10 và ngày 30 tháng 11 năm 2021 là hai mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19. Theo nghị quyết số 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch COVID-19, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa, dịch vụ vận tải và các sản phẩm, dịch vụ xuất bản, dịch vụ điện ảnh, truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và các hoạt động dịch vụ văn hóa thể thao, vui chơi giải trí. Mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng.